Tại các quận nhất, quận 3, quận 5, giá gửi ô tô dưới 9 chỗ và xe có tải trọng 1,5 tấn trở xuống tại khu vực trung tâm tối đa trong 2 giờ đầu sẽ là 35.000 đồng, giờ tiếp theo được tính 20.000 đồng mỗi xe, đơn giá theo tháng là 5 triệu đồng một xe. Đối với xe trên 9 chỗ và có tải trọng trên 1,5 tấn, mức trong giữ tối đa là 100.000 đồng cho mỗi 4 giờ, đơn giá theo tháng là 5 triệu đồng mỗi xe. Trường học, bệnh viện, bến xe, chợ, siêu thị, nơi sinh hoạt công cộng, giá giữ xe sẽ là 4.000 đồng mỗi lượt trong ngày, 6.000 đồng mỗi lượt ban đêm. Đơn giá theo tháng là 210.000 đồng mỗi xe. Các địa điểm không thuộc danh sách trên, mức giá tối đa sẽ là 6.000 đồng mỗi 4 giờ, 9.000 đồng mỗi 4 giờ ban đêm. Mức phí theo tháng là 310.000 đồng mỗi xe. Như vậy, theo quyết định mới của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cư dân ở các chung cư do tư nhân đầu tư ở quận nhất, quận 3, quận 5 có thể phải gửi ô tô với giá cao hơn trước đây tối đa là 5 lần và xe máy cũng tăng gấp rưỡi.